thì cho mình hay nói hát. Ơi ông nghèo kìa, ông nghèo kìa, trời ơi, bắt lại câu hát câu, bắt lại câu phải không, không hát thì cho mình mà chứ một hát. Hát thì cho mình mà ông nghèo quá chứ một hát, trời ơi, gãy lưng rồi nha. Wow. Trời cái đất kìa. Thôi dậy nghe. Dậy đi tập vào vô. Bó tay luôn à. Bó tay xe xe luôn à. Rồi vô. Chồng mình rồi chứ không phải thì chồng mình rồi. Bó tay xe xe luôn. Xe xe bá đạo luôn. Hãy coi nha. Ai thì chồng mình là sư phụ. Ai thì chồng mình là sư phụ ông Sơn. Con là sư phụ thương ai em. Ai thì chồng mình mà cưng lắm mất chứ bộ. Anh có nghe cũng cưng sơ sơ lắm mất chứ bộ. À, hôm nay trời mưa á, sẽ thấy không? Thấy trời mưa không? Bây giờ sẽ đi đâu đây? Sẽ đi ra vườn á, sư phụ nghe. Đi ra vườn coi cây coi nó có mưa quá, nó có thua chết không nghe. Đi con. Đi. Đi ra vườn á, sư phụ nghe. Hát thì chầm mình mà. Đó, hôm nay trời mưa quý vị ơi. Ngày hôm qua mưa cho nên sáng nay khỏi tưới. Mà thấy chưa? Thấy quang cảnh thảo am. Cái bông cải nè, các vị thấy không? Cải mà mình vui á, cái nhìn thấy cái bông nó cỡ cũng đẹp nữa, thấy không? Đó, thấy chưa? Bông cải cũng đẹp. Nếu tâm hồn an lạc. Đi đi chơi chơi, đi đi con. Đẹp không? Cái gì thấy? Quang cảnh. Đó, bây giờ bắt đầu là cây cối sum xê rồi, thấy chưa? Chuẩn bị bò, các dây nó chuẩn bị bò nè. Đó. Cây táo năm nay có trái rồi bà con nghe. Cây táo chuẩn bị có trái nè, thấy chưa? Có trái rồi nè, đó, đẹp chưa? Trái có táo thấy chưa? Đó. Năm nay có táo ăn rồi. Cái đời này mày muốn ăn cái gì là phải trồng thấy chưa? Nè, bắt đầu dây nó leo nè, thấy thương không? Nè, tôi vừa bứng quế với mầm tơi đó tôi trồng nè, thấy chưa? Quý vị thấy không? Đó. Cái đầu nó bén rễ nó lên rồi nè. Biết chưa? Cái gì cũng chịu khó xiên. Mình xiên mình trồng là nó có, thấy chưa? Quế bây giờ 8 đồng một phao đó nghe. Chứ không phải ít đâu. Nè, mồng tơi bắt đầu nó leo vàng nè, thấy không? Đó, nó leo dễ thương không quý vị? Đó. Một tháng nữa thôi nó sanh âm khổ qua kìa, thấy chưa? Đó, mày tôi biết làm nông ngon. Thấy làm nông ngon lành không? Nó là cái niềm vui. Đó, khổ qua bắt đầu nó bò đó. Đó, thấy không? Cây cối giờ nó lên mịt mùng hết nè.
chuẩn bị một tháng nữa thôi là nó xanh một rừng xanh theo lẽ là mùa này là nó lên rồi đó, mà các vị coi năm nay khí hậu vậy đó, tới giờ này mà nó mới có vậy đó, thấy chưa, đó ớt đó chưa. Ồ, chào hoa sen nở buổi sáng, trời ơi, nay có một đóa sen rất đẹp quý vị nha. Ồ, sen nè, mới nở có một cái thôi, rất là đẹp, rất là đẹp. Sen ơi, sen, tôi quý người lắm sen ơi, tôi quý người lắm sen ơi, đó, nhị vàng thấy chưa. Đẹp quá quý vị ơi, thấy sen cái lòng mình nó thanh khiết. Ồ, đẹp quá. Mới nở có một cái à, tại vì năm nay mình sang vô hồ trong á. Được kính lễ Bồ Tát Quan Âm, chúng con kính lễ Ngài. Đẹp không? Ôi, thấy sen cái lòng nó nhẹ nhõm nghe quý vị nha. Đẹp quá đẹp. Thấy sen cái lòng nhẹ nhõm. Ô hồ. Dễ thương quá, dễ thương quá. Hoa sen đã nở. Thích ngắm hoài à, thích ngắm sen hoài, đẹp quá quý vị, đất trời tạo dựng cho sen đẹp như thế này, sen ơi, rung rinh đi sen đó, rung rinh cho ta xem sắc đẹp của sen. Hoa sen nó không mời mọc, không quyến rũ ai, mà ai nhìn thấy nó lòng cũng thư thản, mà không tham đắm nha các vị. Nhìn thấy sen thấy không, không tham đắm, nhìn thấy sen lòng thư thản. Đẹp quá quý vị ơi. Buổi sáng là tôi thường sau giờ tụng kinh tôi đi dạo, nhìn thấy cây hoa cây cỏ cái mình lòng rất là thanh thản. Hoa hồng nè, hoa hồng, hồng đại đó nè, cũng giống như sen nè, thấy không, cũng giống như sen. Vườn trúc của tôi, thân tôi ở bờ, ở bụi ở bờ nè, chồng con không có được nhờ tiếng kêu là rau má đó. Tôi ở bụi ở bờ, chồng con không có mà được nghe tiếng kêu. À, qua trời mưa tôi cuốn dây tôi luyện tùm lum, trời ơi, có một chút xíu vậy mà cũng ráng ra hoa nữa, dễ thương dễ sợ không. Hoa hồng ơi, nè hoa hồng nó cái gì thấy không, nghiệp ra hoa tàn rồi, tàn rồi. Tàn rồi, cái đầu bắp nè, nó thấy chưa, mới cắt qua một đợt rau đó coi đó. Nắng thì ông nắng, ông lạnh thì ông lạnh dữ, tới chiều ông mưa, ông nắng thì ông nắng cũng dữ, ông mưa cái xuống nó úng cái cây tôi này nè, thấy chưa, úng cái cây à. Bụi chuối nè, cây chuối nè,
Năm nay trồng xả nó lên được vậy là mừng lắm nè. Đó, cái xả nó lên đó. Na quế bắt đầu mùa này nó mới lên nè, các vị coi nè. Thấy chưa? Nó lên tốt vậy đó, hồi nó không lên, nó không lên nè. Đó. Dưới bầu nè, chuẩn bị nó leo nè. Đó. Cà chua nè, cà chua thì không có buôn bán, trồng có hai cây là ăn thấy mồ rồi. Chiều hôm qua bứng quế ra trồng nè. Đó, thấy chưa nè. Cà chua có trái nè, thấy không? Cây cách nè, cây cách bây giờ nó lên nhánh rồi nè, nó lên nè, đó. Mấy cô Hawaii gửi qua cho, tôi lấy tôi nhánh tôi trồng, nó lên được mừng quá. Cà chua có trái kìa đó, thấy chưa? Nó làm qua đang làm, trời mưa bỏ chạy. Vậy mà nó muốn cảm đó nghe. Đó. Thấy không? Đó. Rau mồng tơi. Nè, khổ qua, khổ qua bắt đầu bò nè. Thấy chưa? Bởi năm nay giờ này mà còn thấp lè tè, mỗi năm là cái vàng khổ qua là nó giờ này là phải bò đầy đó, mà năm nay nó dày nè quý bà con coi đó. Đó. Đó, thấy chưa? Cái không ăn á, trồng nó tốt vậy sao không? Này hành là tôi đâu có ăn hành đâu. Tôi thấy mấy dì ăn bỏ gốc tôi đem về tôi trồng chơi mà tốt rồi nè. Đó, này rau cần cua lên quá trời nè, thấy chưa? Đó. Ừ, bà con thấy mừng chưa? Vui chưa? Nè. Hôm kia đi chợ mua trái mít nè. Bữa nay chín rồi. Chín rồi. chín rồi bà con ơi. Đó, mưa không đám hay đám là bắt đầu cỏ nó lên nè. Nhổ hoài. Nhổ hoài mà không hết cỏ đó mọi người ơi. Nhổ hoài mà không hết cỏ. CC đâu rồi? Ăn dâu rồi sư phụ ơi. Ăn dâu rồi sư phụ ơi. Ăn dâu rồi nè. Ăn dâu ông trời sư phụ nè. Ăn dâu rồi. Trời mưa con đâu có dám đi xa sư phụ ơi. Ăn con nha. Trời mưa con dám đi xa sư phụ ơi. Biểu diễn cho mọi người coi coi. Biểu diễn coi. Con già rồi sư phụ ơi. Con già con hết múa nổi rồi. Con Dung rồi. Con Dung rồi sư phụ ơi. Đó. Dung rồi sư phụ ơi. Dung rồi. Vô. Nóng quá sơ sơ vô con ơi. Nóng quá, nóng quá. Vô không? Sư chơi con không? Vô không?
Thank you.